Xin chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay dì hai gửi đến cô chú anh chị và các bạn cái cách làm bánh ít Bánh ít là cái món bánh truyền thống Dường như không thể thiếu trong những ngày dỗ chàm Được người xưa làm rất là cầu kỳ Nhưng nay dì hai gửi đến các bạn cái cách làm đơn giản hơn, nhanh gọn hơn Nhưng bánh vẫn giữ được cái độ trong dai, dẻo mềm và để lâu bánh không có bị cứng thì bây giờ chúng ta cùng làm cái gì hai nha Để làm cái phần bột bánh ít thì mình chuẩn bị thì gồm có là 3kg nếp, một củ khoai, hai quả khóm và 2 muỗng canh muối. Nên dì hai sử dụng hai quả khóm này là 600 g ha. Thì nhiều khóm hơn chút cũng được nữa các bạn nha. Thì dì hai vắt khóm vào trong nếp. Vắt khóm vô nếp cho nó trong cho nó dai ha nếp này mình đừng có vo gì hết nha mình để nguyên như vậy mình vắt khớm vào vắt khớm xong rồi thì bây giờ mình cho thêm muối vào nha hai muỗng canh muối vung là khoảng 50 g mình cho muối vào trong nếp này để cho nếp nó ngấm hay hả để nó ngấm này dài mình trộn lên và mình cho nước vào luôn hả vừa yeah. giờ trộn nước khóm à cho nó ngấm ai bữa sau mới đổ nước ăn rồi bây giờ mình đậy lại để đây từ sáng cho đến chiều ha, cho khóm nó ngấm vào trong nếp. Nếp ủ với khóm một ngày Rồi, rồi bây giờ đổ nước hai đổ nước ngâm. Ngâm cho tới sáng mới xay. Ngâm cho đến sáng rồi bột nó có bị chua không vậy hả? Không. mình cho nước vào mình ngâm khóm với nếp một ngày rồi bây giờ mình đi giúp sạch nha thì mình ngâm qua đêm rồi thì cái khóm này nó cũng bắt đầu nó sình lên rồi nó nổi lên đó thì mình chỉ cần cho nước vào rồi nó nổi lên là mình cắt nước ra là được mình làm cho nó sạch luôn hả vậy, hai nghe sạch luôn nếp đã vo sạch rồi thì hai cho nếp vào trong cói sai thì nếu nhà có máy xay thì mình xay cho nó tiện không có thì mình đi ra ngoài mình xay thê nha và hai xay hai lần để cho cái nếp này nó mịn hơn xay xong thì mình bồng bột thì trong lúc đợi bột ráo thì mình đi chuẩn bị lá chuối và xào nhân bánh luôn nguyên liệu nhân bánh thì gồm có là một ký gửi dừa nạo 300g đậu xanh 300g đậu phộng 1 kg đường và một ít lá dứa, muối và vani. Rồi bây giờ mình sẽ đi hấp đậu và khoai. Với 3 kg nếp thì mình sử dụng đây là 300 g đậu xanh và 300 g khoai luôn. Và mình hấp cho đậu khoai này chín mềm. Đậu và khoai chín mềm rồi thì mình tán diễn ra khi đậu và khoai nó đang còn ấm nha đậu phộng thì mình dùng 300 g mình rang cho nó vàng Nên cho, vàng thì vàng thơm ngon nguyên liệu chuẩn bị xong thì bây giờ mình đi xào nhân bánh Dì hai cho vào trong chảo là một ký đường thuốc nốt à, không có đường thuốc nốt thì mình sử dụng đường cát cũng được nha mình nấu nó giờ cái đường bắt đầu nó chảy tan ra hết lục cục hòn hòn rồi nè Dì gì hai cho vào một ký rưỡi dừa nạo Dừa gấm vỏ ngon hơn, dừa khô Dừa khô xào nó ra dầu, ăn không ngon bằng dừa gấm vỏ này đâu Cho thêm vào trong này là nửa muỗng canh muối Khoảng 15 gram nha Và mình xào đều lên Cho đường nó thấm đều quanh cái dừa nè Đó, như vậy là được rồi ha Bây giờ tiếp tục mình cho đậu xanh vào luôn Nếu mà mình không có thích cho đậu xanh vào trong dừa này thì mình cho cái gì nha ha nếu không có đậu thì hồi một chút bột muỗng bột vậy đó gọi ra nước cái tưới vô cho nó dứa vào trong cái nhân mình xào cùng luôn thì để cho nó thơm hơn khi mình xào cho cái nhân bánh nó dẻo này nè nó dẻo rồi thì mình gấp nó dứa ra nha Bắt bếp rồi thì mình cho 300 gram đậu phộng mình rang vàng mình giả dập nha mình cho vào trong này và cuối cùng là gì hai cho vani vào thì vani này cái bạn mà không thích thì khỏi cho vào cũng được mình thấy cái nhân bánh như vậy cũng thơm rồi thì tùy ha như gì hai thì thích cho vani vào rồi cái nhân bánh sơn xong rồi nè bây giờ mình đi vò viên thì à, hai sẽ làm cái bánh này hơi nhỏ thì với cái lượng nhân này thì tầm được khoảng 100 viên đó bột mình đã dằn cho nó ráo nước này nè thì cái bánh này á, nãy mình có ngâm nếp với khóm rồi thì cái bột nó lát nó trong và cái bột nó dẻo mềm lắm nhưng mà cái bánh nó hơi bị chảy thì mình sẽ cho khoai lang vào 300 g khoai lang mình hấp chín rồi mình tán nhuyễn. Mình nhồi cùng vào trong bột này nha. Để khi mình hấp bánh lên cái bánh mình nó đứng bánh nó không bị chảy và nó ít bị dính lá hơn nữa. Bột nãy giờ mình nhồi nó đều lên rồi nè. Nhồi đều lên rồi mình thấy nó đều bột với khoai rồi. Thì bây giờ mình lấy ra một ít, mình làm cái màu cam của gấc và màu xanh của lá dứa thì tùy vào các bạn có thể làm cái màu mà các bạn yêu thích nha. Đây mình thấy cái bột nó hơi khô nè. thêm tí nữa. Thì hai cho nước vào thêm để mình nhồi cho nó dẻo lại nha. Bột mình đã nhồi cho nó dẻo rồi nè nó dẻo bắt đầu nó cảm giác nó vừa tay mình để mình nắn cái bánh á và cảm nhận nó hơi nó hơi nhão nhão một tí nó hơi nhão hơn chè trôi nước một tí nha Vì hai bắt cái bột bánh màu trắng trước nè thì bắt cái bánh này thì mình bắt cái bột à, gấp khoảng 3 lần cái viên nhân nha thì tùy theo làm cái bánh to thì mình làm cục nhân to làm cái bánh nhỏ thì mình nắn cục nhân nhỏ thôi rồi cái màu gắt thì ngày hồi nãy cái bột hồi nãy đó mình cho thêm khoảng hai muối gắt vào mình nhồi đều vào trong cái bột là mình thấy lát nữa là nó có lên màu cam cam như vậy à cái bánh màu gắt này đó lát nữa mình ăn nó dẻo nó ngon lắm luôn á còn cái bạn mà thích làm màu xanh lá dứa thì mình xay lá dứa ra rồi mình cho nước lá dứa mình nhồi cùng với bột nãy bột nãy nó hơi khô đó nếu mà mình thích màu đậm thì mình nhồi nhiều nhồi nhiều quá nếu mà bột nó có nhão thì mình có thể cho thêm một ít bột nếp khô nữa cũng được bột nắng xong thì bây giờ mình gói bánh nha cái lá trong này thì mình thon ít dầu vào trong lá để lát bánh nó đỡ bị dính và những cái viên bột đó thì mình cũng cho vào trong chén dầu mình ngâm bột trong dầu để cái bánh mình nó không không bị dính nữa đó thì đây mình đang gói là cái bánh nó có đáy hình vuông nha đó, mình đặt xéo cái lá như vậy nè rồi mình gấp cái lá lại mình vuốt mép nha cái cách gói này thì nó hơi lâu hơn cái cách gói mà không có dấu lá cái cách gói này dấu lá thì nó hơi hơi lâu hơn một tí nhưng mà ngược lại thì cái bánh mình nó rất là đẹp mình gói cái cách dấu lá này đó khi mình đem cái bánh lên nó nhìn thấy thèm lắm. Còn cái cách mà gói truyền thống của dì Hai đó thì không có dấu lá, gói nhanh lắm, hai lá gói cùng một lúc luôn. Thì tùy thuộc với các bạn có thể cái gói cách dấu lá này giống mình hoặc là mình gói cái cách uh, hai cái ướp lại rồi đè hai cái lá bên dưới. Bánh mình đã gói xong rồi nè. Và bây giờ mình đi hấp bánh luôn nha nước sôi thì mình cho bánh vào mình hấp và bánh này thì mình hấp với lửa vừa vừa thôi cũng đừng có lớn quá hấp lửa lớn quá là bánh nó bị chảy đó nha dì hai kêu mình úp cái bánh xuống nè dì hai nó để, cái bánh đứng lên như vậy đó là một lúc nữa cái bánh nó ngắn lắm và dì hai đậy nắp lại và mình hấp cái bánh này chừng khoảng là 35 đến 40 phút nha để bánh hấp được rồi, chín đều hơn đó thì khoảng chừng 15-20 phút mình xả hơi một lần nha bánh hấp chừng 35 phút là bánh nó chín rồi đó thì để cẩn thận hơn thì các bạn có thể lấy một cái bánh ra ăn thử Chín nói gì hai nói cái bánh như vậy là chín rồi thì mình lấy ra mình để cho nó nguội nha Bánh hấp xong rồi thì mình cho qua cái rổ hoặc cái xịa Mình dựng bánh lên để cho cái mồ hôi nó chảy xuống Thông qua cái rổ đó để cho nó không có bị hầm hơi á Thì cái bánh của mình nó để được lâu hư hơn đó Bánh hấp xong rồi nè các bạn ơi Đó, bánh hấp xong rồi Đây, dì hai gói những cái bánh nè Nhỏ nhỏ xinh xinh nè, dễ thương nhau, không? hai gói đẹp hơn mình nè đó, cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh Khi bánh còn ấm ấm này nè Mình mở cái bánh ra Nó thơm cái mùi lá chuối lắm luôn á Thơm cái mùi bánh gói lá chuối Mà công nhận cái bánh này làm nó nhỏ, nhỏ gì đây Nhưng mà cực gói Cực cái chỗ là gói bánh á Nhưng mà ăn là rất là ngon luôn nha Khi mình mở ra cái lá nó rất là dễ ha Nó chóc lóc luôn Nó không có dính lá đó bột này mình không có tẻ nước mà bánh nó trong quá gì hai ha ngâm với khóm nữa ngâm với khóm là cái, cái bánh nó trong hơn hả trong dài ngon cái cách làm bột này của dì hai á thì hơi khác hơn cái cách làm truyền thống mà trước bà ngoại của mình hay làm đó thì cũng tương tự như vậy nhưng mà khi xay bột xong á thì tẻ nước nữa tẻ nước là mình xay xong mình cho nước vào thêm một ít để cho cái bột nó lắng trong cái đổ cái nước trong nó bỏ đi rồi tiếp tục mình cho nước vào tiếp rồi mình đổ cái nước trong nó bỏ đi mình làm như vậy khoảng hai ba ngày á như vậy thì cái bột nó sẽ có cái vị hơi chua và bột nó hơi sình hơn và khi mình ăn á thì nó có độ dai trong hơn là cái bánh mà của dì hai đang làm đây thì bánh dì hai đang làm là không có tẻ nước nhưng mà ngược lại thì cái bánh của dì hai làm mình ăn nó giữ được cái mùi thơm của bột nếp và mình ăn nó có cái vị ngọt của bột hơn cái cách tẻ nước thì nó trong dai hơn nhưng mà ngược lại thì cái bột nó bị nhạt hơn và nó có cái mùi hơi chua chua nhẹ đó các bạn và như vậy thì mình vừa chia sẻ xong cách làm bánh ít của dì hai như vậy thì mình cũng xin chào nha và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau